mọi người, thì hôm nay mình về Cà Mau có mấy thằng cháu đó dở cái này là gì ta, cái đục của đâu, cái vuông à. Hello hello bạn, Cà Mau vuông tôm, Cà Mau vuông tôm. Cháu mình không nè. Đây dở nè mọi người, dở cái đục cái lú này nè. Kéo lên trên. Mày xuống dưới đi. Mày xuống dưới đi. À, kéo lên. Quá à, có một cái vuông mà cái lú mà 4-5 người luôn. Quá rồi, quá rồi, quá nhiều cá rồi. Cá nhóc luôn. Rồi rồi, anh là câu qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, bây giờ đạp một lú rồi cô. Anh đạp cái đó lại, ờ đạp qua. Biết không ba? Đúng không cái đó. Cái này mà biết rồi chết. Trời ơi ba, sao ba hơi nách dữ vậy ba? Đúng không? Không á. Quá trời cá nướng ngon lắm. Gãy càng hả? Gãy càng thì luộc. Còn gãy càng hết con rồi, cái chân cuốn. Rồi. Đây để không? Để lên lộ nè, đổ ra quay. Lên đây. Đổ lên lộ. Đổ lên lộ luôn. Quá trời cá luôn, cá đói các bạn. Cá đối vuông nha, cá đối vuông nha các bạn. Đồ quá rồi. Cua gãy càng con luôn rồi. Dạ, bắt con cua lên đây. Cua gặp. Chắc kẹp chết con cá. Dạ, đây cá, con cua nè. Cá gạch không à. Con này. Đó, đồ quá cá luôn mọi người. Vậy cho đi, bỏ vô con. Bỏ vô đi. Yếu rồi. Má nó kẹp con cua nó đứt cua ấy rồi kìa. Cá quá trời cá. Tôm luôn. Cá này. Cá này cái gì hả? Cá này ngon mọi người. Đánh gì vợ con này cũng luộc đi, được không luộc à. Luộc hai con đi. Luộc rồi mẻ luôn đi. Ừ. Con gạch không à, ăn luôn. Cá nâu này đậu mà đâm đã ngứa lắm nè. Chơi chơi cá thử rồi. Thôi vô đây, lượm vô kìa. Cua đó đi. Lượm vô đây đi. Còn một tí nữa tí nữa mấy cậu cháu mình xuống cái vuông này mọi người, xuống cái vuông này dân lưới đó, nguyên cái vuông nè đó, dân lưới mò cá ở đây luôn mọi người, cái chẽm cái đối rồi tôi lừa cái nâu nữa, thì mọi người tí xem tiếp nha mọi người. Xuống dưới đó mò mà cá nâu đâm đó. Giờ mấy cậu cháu đi về một tí nó dân lưới mọi người, cho nước nó rút tí xíu rồi dân lưới. Cá nâu nhiều không? Hả? Lên. Ủa cô vuông cá nâu nhiều không cô? Cá nâu 5kg nha mọi người. Nó dở cái lú mà khán giả quá trời mọi người. Nè, thấy không? Còn khán giả không? Còn gương mặt xô bít không á? Lại con mua chứ rồi. Mua hả? Má nhiều quá. Mấy con à? Nguyên bịch cá đó luôn mấy người, mọi người ơi. Cá nãy no đói đâu, bụng cho bá kìa. Nó tròn quá. Cá này cái gì vậy? Cá lẹp. Cá vuông nha mọi người. Mọi người ơi, tôi về trước nha. Đây là con cá đói nha mọi người. Mọi người ơi, này cá vuông nha, cua vuông nha mọi người. Mày làm tới mệt quá. Bỏ vô bên thẻ luôn mọi người. Ăn luôn. Lát gì nướng đi. Mày gam để đâu trên trời. Anh em hôm nay làm xương xương nha, xương xương về chai. Người tôm cá thì ít cho người nè. Mấy đứa này là tôm của tôi nha mấy người. Cá giả nhóc. Cá đang ngon đó mọi người, ăn cái chết là cái chết. Bây giờ mình xuống cái xuồng này mình uống cháo mình chở đi dân lưới có cá ngọt cá dưới đây mọi người. Mọi người nhau theo. Xuống đâu.
thằng nào cũng sợ như vậy nó lên vô trong đi. Được rồi, thấy con cháu đông không? Đó hùng hậu không? Có dằn lưới mà không kìa, cái đó vướng kìa. Tháo lưới rồi vậy. Cô tháo đó ra cô. Tháo sao đi. Thôi, lên đây, cầm cái đầu đó lộn ngược lại nè. Lâu lâu đó mở xuống đi. Lộn ngược lại nè. Thôi đó giữ đi. Dính không? Không nè. Đâu để đâu? Mày cậu đi bọc lại kia đi. Cao nhỏ xíu. Thả. Thả lưới, thả nó ra đi. Đâu? Hào đem hào lại tới. Đâu nhóc mang hào ơi, ở đâu ạ? Bắt ở đâu ạ? Đâu được cậu? Ê, công rồi. Có con nhóc nào mới bắt được hào mọi người. Bóng liền nè. Hào cho quá luôn. Nằm trong rễ cây á con. Con. Ôi. Hào rồi đã mọi người. Đó. Nha. Đâu rồi? Ơi. Đâu? Còn cái chà bá luôn. Đâu sao quyết đâu? Nè. Nè mình bắt dính sao quyết mọi người. Còn mấy nhóc mà biết đi nó đi bắt cái gì nè, nè. Nè, sẽ mua gai giờ giật bãi luôn à. Thằng này nó ở chất Nhật Bản, Hàn Quốc gì về nè. Mày mò gì đó hả? Đây mình đang thả lưới nha mọi người. Trong thời gian thả lưới đợi cá thì mấy cháu mình đi bắt ốc, bắt cua vậy nè. Đó. Thì cái vuông này mọi người thì là hồi sáng nước nó nhiều lắm, bây giờ cháu mình nó xả nước ra rồi, xả nước ra cạn rồi, chứ giờ đi dân lưới với mò sò huyết. Nói chung là chung bắt dính con gì lấy con đó nha mọi người. Ê, cái con gì mới ụp ụp lên nè. Đụng cá nè. Mẹ con cá nó xảy rồi. Sao không? Sao ở đó đi. Dăng cặp mé luôn được cái dăng bít. Bậy rồi, dăng gì bậy rồi, không được không? Bậy rồi. Dăng cặp mé ra trên núi dọn này nè. Một con bỏ đi nhớ. Bỏ chạy qua. Đi cái phim hồi đó. Đó, con này dính con ghẹ với con cá nâu. Ghẹ mọi người. Đó, đó cá nâu. Ghẹ hơi nhỏ. Con kia bên nói gì vậy? Cá nâu quá không? Dạ, cá nâu với ghẹ. Cá nâu với ghẹ. Quẩy con này luôn nè mọi người ơi. Mọi người ơi, cái này cá nâu. Ghẹ nhỏ xíu bắt gì? Dùng không? Hả? Thả cho lớn đi. Dính là con cá mọi người. Đâu? Nó chạy rồi. Nó chạy ngang luôn rồi. Chạy ngang rồi. Đứng dở lên. Dính gì cá không rồi? Cá lóc. Cái gì? Cá đổi. Hai con không kìa. Con cá nâu. Con cá nâu nè.
ôm ôm vô trong nè. Từ từ. Có số là dưới miền cống. Số hả? Miền cống. Hồi nãy trên thành phố về nó xuống dưới mò luôn khoái. Mấy mày mò không bóp lưới vô cái ai? Mò trên xuồng đi. Kẹ kẹ khỏi thùng kìa. Hôm nay mình trải nghiệm đi bắt cá với mình cháu mình mọi người ơi, dính cua dính cá quá trời. Đâu con cua đâu? Ồ, cua. Đâu con cua đâu rồi? Lọc luôn. Lọc. À, cua mềm. Cua mềm, cua mềm. Dân dính được con cua mềm nè mọi người, cua lột gì nè. Nè cua mềm. Cua này cua cái lột nè. Cá phi. Cua này dùng 5 cân nha mọi người. Đó. Cua này ngon á, cua mềm. Này về chiên bột hả? Không. Lột xong quốc nguyên con luôn. Chiên bột hết trơn. Dính quá trời cá luôn rồi. Cá. Bồm giả lên nha bồm. Chiến này hết luôn, hết hết cua luôn. Cầm đây. Tại cú ơi, khỏi kéo dài chạy cú bắt lại mò dài quá, chạy qua cho cá nó dồn lên. Kéo lên kia đây dồn quá hả? Ờ, đúng rồi đây, kéo mò bằng qua. Kéo chạy nhanh lên chạy nó cú. Đúng rồi đó. Để cho chạy nhanh đi nha, nhanh lên cú ở đây mò chạy qua. Lên ngoan xã trình báo gì nghe nói giờ có người phát hiện là giúp mẹ luôn. Ờ nắng lắm không ai phụ gồm kìa. Ê dính nó giọt luôn rồi. Ủa hả con sầu rồi vậy? Kêu lên bờ đi giăng lưới ngang bộ này bò dài quá. Bò đi lên bờ đi. Lên bờ bớt đi từ xuống. Chịu lạnh xíu đi. Không qua đây nè, qua chứ ơi. Văng đi cu, văng ngang đi cu, văng đại đi ngang đi, đi kêu qua đây nè. Ê, mấy đứa dồn cái bản này mò dài quá. Đấy. Đem cái thùng qua bản đi, mò dài luôn. Lúc chở nó kêu mò dài quá cho nó dồn cá thôi. Mọi người ơi vô xem có hot hot girl mọi người ơi. Hot girl, hot girl chú cua. Đi đủ đẹp trai với con cua bự dữ vậy. Xin chào 5 người 5000 người đang xem nha. Comment đi mọi người ơi. Cua nó không? Cua nó. Đi 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 cua. Cua này là được chắc lắm mọi người ơi.
Thì hay á, đưa máy tao cầm cái còn 3.000 người xem luôn rồi. Bỏ đi. Cô nhỏ rồi mọi người. Tôi mọi người ơi. Cá nè. Cá bỏ vô bỏ đụng không? Cầm đó cá nè. Đâu đưa lại đây, qua lại đây nè. Ở đây rửa cho sạch đi nó quay nha. Ở đây. Ơi chết con. Im im sầm là cậu đang quay. Mò dài lên đi, thằng nào ai mò bả anh đi, chia ba mò bả anh đi. Ở cua này vậy nó thả nuôi phải không? Dạ. Chứ đâu thiên nhiên nhiều vậy? Không có, đưa nước thả vô. Chỗ này có ai mới đây? Chia đều ra, chia đều quậy ra nè, nó dọn lên kia. Con nào mà thoát thoát được? Cô qua kéo ở đây xíu cô, kéo cái này đùm ra đây xíu nè. Còn lưới vô rồi kéo ở đây. Cảm ơn em. Làm gì vậy? Mò. Nó về nó mò cá nó không quay mọi người. Ngay đó đội quân của mình nè. Đó. Còn đi xích luôn. Đó, nguyên đội quân mình nè. Lại sợ cái lưới ra. Kéo đâm vào đó ai mò bển đi mò dài quá. Cái mò bển mò dài quá cho cá nó đâm vô đây. Ê, lụa đây nè, đừng vô đó. Mọi người thằng cháu mình phát hiện ra đây có hang cua mọi người. Thì giờ mình lên mình xem thằng cháu mình bắt như thế nào không mọi người. Mở. Vỏ chạy trên cạn luôn á. Rồi bò vô rồi. Sao không? Cái hàng cua mọi người. Cái hàng này bắt bự lắm á. Động chưa? Sâu à? Rồi nào xuống cho tay nhanh mọi thằng đi nè. Tập trung rồi mọi thằng đi luôn cái này đó. Gom đây hết. Đây cho đứng đây nè. Thôi ơi. Thôi đâu? Đứng lên đầu hoàng. Có cái móc bây giờ chết. Nó nằm trong cái cây nó khó lắm. Thôi khó gặp bỏ đi. Má bự lắm. Không có đồng nghề mọi người ơi. Bự như con nãy không? Không có đồng nghề nên đi về. Xuống Cà Mau làm gì vậy Khải? Bơi à, bơi. Cháu dính tôm sú chà bá luôn. Thôi xây tôm sú ngang lại. Cá rồi, bơi thấy cá rồi. Vô luôn rồi. Kè. Nè cá. Cá trên lưới kìa. Cá phi. Mày ổn rồi đi mày ổn. Câu hả câu? Con vừa gỡ kìa. Vỗ cá nè vỗ. Thằng nào biết gỡ cho mau lên mấy mày. Kìa còn con nữa kìa. Đây. Dạ. Người gỡ con lên. Đen rồi. Kìa. Ai dính rồi dính cái cây à? Thằng nào nãy giờ tao chưa quay, tao quay tôi lên lâu đàn để con về lỡ mà coi nó không có con nữa. À, thằng ba xuồng nãy giờ lên chưa? Cá phi quá cho bà. Ai nào đái đâu? Cá phi. Má gỡ cá biết chuyên nghiệp, gỡ cá nửa tiếng hồ chưa xong. Có lấy luôn không bằng cá. Thấy cái này bỏ hả? Bỏ đi con cá nhỏ để cho lớn đi. Nó ra được đâu lớn. Tháo ra, tháo cho nó chạy đi. Đi à. Chơi xong. Có đâm đâm mà. Xuống. Em ơi. Con ơi sao con được xuống cả? Quá cái đội hình Cà Mau quá trời mọi người ơi. Toàn tiễn không nè. Con xuống
đó vừa mấy 20 người đó. Kiếp thật tí rồi chị. Ê chỗ là quen quen ở đây là mình bắt được không rồi mẹ quay còn 15% pin luôn. Đó đi. Vô xong luôn không? Cầm xong luôn. Còn cho nó kéo dài qua, cho ngoài đuổi. Đây, đây một cái. Cho mày lại đây cái người một cái bệnh. Khỏi cứ kéo bệnh rồi kéo đụng lưới qua. À, giống như đây nè. Ừ đúng rồi. Tôi ngu vậy? Anh chỉ sao làm gì cho anh đi. Ờ cứ kéo vô bệnh cho có đụng lưới qua. Dính rồi kìa. Trải trải đó, trải đó. Đó. Quậy của mày, mày mò đi, tập trung cứ mò đi. Lấy sâu rồi, mình hãy tí. Cây này anh cho bái gì? Bỏ lên rồi, đuối mà sợ. Con cô ơi cá. Đường đó cứ bay lên cái chỗ tí lạch đúng không? Bàn 100m không? Làm chỗ một chỗ đâu vợ nè. Làm đi rồi. Rồi, kéo đi. Rồi, cứ kéo đi. Núi, sụp cái. Núi, sụp cái. Tới chân mày khử. Tới chân mày tôi cứ lấy ra không? Rồi. Rồi cô ơi. Rồi nó móc ở đây. Móc của nó cho cứng đi nha. Ở đây cưng bọc qua đó, anh đang kéo qua đây ok. Mình kéo qua đây, chỉ cần đọc đi. Rồi, cậu cho cứng đây. Tôm sú mọi người đó, con cháu con bắt con tôm sú nè mọi người đã không? Ê nhóc, nhóc tên gì mày? Đang, tên Đang. Hả? Đang. Ừ. Nè con mấy nhóc là đậu quân của mình hùng hậu không? Đây mới chưa được phân nửa nha mọi người đó. Nó đi bên kia khóc luôn. Bà nội ơi, đi mà. Cậu đây bên bởi có sâu không? Sâu đó, đậu quân sắp về bắt sầu huyết mọi người. Hốt quá luôn. Anh thấy cua anh sợ là. Cá nó mới sẵn luôn. Cá này. Đâu dở lên con. Dở quay lên cho mọi người xem. Đó, cá đói mọi người. Rồi ở đây thấy nhỏ nhỏ mọi người giỏi à, mới lớn lớn thì màu cua bắt ốc rồi giỏi. Để con quay cái tóc lại cho mấy tặng lên. Cô kẹp cho hắn hả? Tôm bỏ vô. Tôm bỏ vô. Dưỡng ơi, mày á, mày lấy vỏ chở vô rừng á, mấy này lội vải bắt sò hay lắm. Có không? Đi bắt sò nữa. Đi bắt sò có hai nhóc luôn. Có em không? Có. Ê, đâu có cua nữa hả? Đâu đưa đưa quay lại. Cua cua gặp tôi. Đâu. Cua gặp. Đâu đưa quay lại không cậu quay ơi. Đâu. Đủ giỏi vậy. Cua gặp. Cua gặp cua nè mọi người. Gãy một kèn rồi. Sao gãy kèn rồi? Mẹ nó kẹp con á. Này giờ giỏi bắt này 2-3 con luôn. Cua bự không? Đâu dở lên này. Con dở lên con. Rồi để cho dính nó dép nè, cậu quay cái. Cô đợt cô cái nè, cô cái không rồi. Quá trời. Nhỏ nhỏ bắt cua hay thiệt chứ.